Năm 1958, tại phòng thí nghiệm hàng không Cornell, dưới sự tài trợ của Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ, nhà khoa học Frank Rosenblatt đã cho ra đời một phát minh đầy kỳ diệu. Chiếc IBM 704, một cỗ máy nặng khoảng 5 tấn với kích thước lớn như một căn phòng, được nạp vào hàng loạt thẻ đục lỗ. Sau 50 lần thử nghiệm, cỗ máy này đã tự học cách phân biệt giữa những thẻ được đánh dấu bên trái và những thẻ được đánh dấu bên phải. Đây chính là màn ra mắt của Perceptron. Theo lời Frank, cỗ máy đầu tiên có khả năng nảy sinh một ý tưởng nguyên bản. Những câu chuyện về việc tạo ra các cỗ máy có phẩm chất giống con người từ lâu đã là một lĩnh vực hấp dẫn trong thế giới khoa học viễn tưởng. Frank đã viết vào năm 1958. Nhưng giờ đây, chúng ta đang chứng kiến sự ra đời của một cỗ máy như thế. Một cỗ máy có thể cảm nhận được môi trường xung quanh mà không cần bất kỳ sự huấn luyện hay kiểm soát nào từ con người. Lời tiên đoán của Frank đã chính xác đến lạ thường và thuật toán Perceptron đã trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực học sâu, Deep Learning. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, có lẽ không ai lường trước được rằng, để đạt đến những kỳ vọng của Frank, Perceptron và cả ngành AI nói chung sẽ phải trải qua nhiều thập kỷ thăng trầm, với đỉnh điểm là thời kỳ mùa đông AI, khi mà niềm tin vào AI suy giảm nghiêm trọng và lĩnh vực này rơi vào khủng hoảng, tưởng như không thể tiếp tục phát triển. Nhưng trước khi bước vào bài học lịch sử thú vị này, hãy cùng nhau khám phá cách mà thuật toán Perceptron hoạt động. Hãy tưởng tượng rằng bạn là một nhà sinh vật học đang cố gắng phân loại hai loài hoa khác nhau. Mặc dù chúng có màu sắc và hình dáng rất giống nhau, qua quá trình đo đạc, bạn nhận ra rằng có thể phân biệt hai loài hoa này dựa trên chiều dài của hoa và độ rộng của lá. Nếu ta vẽ một biểu đồ với trục X đại diện cho chiều dài của hoa và trục Y đại diện cho độ rộng của lá, mỗi điểm dữ liệu trên biểu đồ sẽ tượng trưng cho một cá thể hoa mà ta đã đo đạc. Trên biểu đồ này, các điểm màu xanh thuộc về nhóm hoa A, trong khi các điểm màu đỏ đại diện cho nhóm hoa B. Nhìn vào đó, ta có thể thấy rằng hai nhóm hoa này có thể được phân tách một cách dễ dàng bằng một đường thẳng, mô tả bằng phương trình AX cộng BY cộng C bằng 0. Ý tưởng đơn giản này chính là nền tảng cho thuật toán Perceptron mà chúng ta đang nói đến. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm đường thẳng này bằng tay, Perceptron sẽ sử dụng các điểm dữ liệu đã có để tự động tìm ra đường phân cách mà không cần sự can thiệp của con người. Cụ thể hơn, thuật toán Perceptron hoạt động như sau. Bước 1. Khởi tạo tham số. Đầu tiên, Perceptron sẽ khởi tạo các tham số, bao gồm trọng số, hay còn gọi là weight, cho từng dữ liệu đầu vào X và Y và một giá trị ngưỡng, hay còn gọi là bias. Các trọng số này thường được khởi tạo ngẫu nhiên và tương đương với lại A, B, C của phương trình đường thẳng nói trên. Bước 2. Tính toán giá trị đầu ra. Đối với mỗi điểm dữ liệu trong tập huấn luyện, thuật toán sẽ tính toán giá trị đầu ra bằng cách sử dụng công thức sau. Nếu giá trị này lớn hơn hoặc bằng 0, ta sẽ cho điểm dữ liệu thuộc loại hoa A hay có nhãn là 1. Và nếu giá trị này nhỏ hơn 0, ta sẽ cho nó thuộc loại hoa B, có nhãn là 0. Bước 3. Cập nhật trọng số. Sau khi tính toán giá trị đầu ra, thuật toán sẽ so sánh kết quả dự đoán với nhãn thực tế của điểm dữ liệu. Nếu dự đoán sai, thuật toán sẽ điều chỉnh các trọng số theo nguyên tắc như sau. Với Learning Rate là một tham số có thể điều chỉnh được, và chúng ta sẽ tùy chỉnh giá trị này bằng tay để thay đổi tốc độ học của thuật toán. Nếu Learning Rate càng lớn, giá trị của W1, W2 và B sẽ thay đổi nhanh hơn. Quá trình này sẽ được đập đi đập lại nhiều lần cho đến khi thuật toán đạt được độ chính xác mà chúng ta mong muốn. Và để code thuật toán Perceptron bằng Python thì cũng rất đơn giản. Chúng ta sẽ sử dụng hai thư viện đó là NumPy để thực hiện tính toán với các vector và ma trận, và sau đó là Matplotlib để có thể vẽ những điểm dữ liệu trên màn hình. Tiếp theo, chúng ta sẽ chạy hai ô code sau đây để chúng ta có thể tạo ra được một bộ dữ liệu mẫu. Và như các bạn có thể thấy, thì bộ dữ liệu mẫu của chúng ta sẽ bao gồm hai nhóm dữ liệu khác nhau, đó là một nhóm màu xanh dương và một nhóm màu xanh lá. Và hai nhóm dữ liệu này có thể được phân biệt với nhau bằng một phương trình đường thẳng như sau. Ở bước tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra hàng loạt các thông số khác nhau, đó chính là W1, W2 và B. Cùng với đó là một learning rate để có thể quy định được tốc độ học của thuật toán Perceptron. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra một loạt các function khác nhau. Function đầu tiên đó chính là Predict Class. Nó sẽ giúp chúng ta đưa ra dự đoán về nhóm của các điểm dữ liệu. Function Incorrect nó sẽ giúp chúng ta đếm được những điểm dữ liệu mà chúng ta đã dự đoán sai. Và cuối cùng, function Update Parameters nó sẽ giúp chúng ta cập nhật các thông số của phương trình đường thẳng để cho phương trình đường thẳng này chính xác hơn dựa trên những điểm mà chúng ta đã dự đoán sai. Cuối cùng, khi chúng ta chạy những function này nhiều lần trong một vòng lặp, chúng ta sẽ thấy rằng những dự đoán sai của phương trình đường thẳng trong thuật toán Perceptron sẽ giảm dần và cuối cùng nó sẽ không phạm phải bất cứ sai lầm nào cả khi quyết định nhóm của các điểm dữ liệu. Đến đây, thuật toán Perceptron của chúng ta đã có độ chính xác là 100% rồi. Chúng ta thậm chí còn có thể vẽ ra được phương trình đường thẳng để phân biệt các nhóm dữ liệu này như sau.
Và như các bạn có thể thấy thì hai nhóm dữ liệu của chúng ta sẽ được phân biệt với nhau bằng một phương trình đường thẳng màu đỏ như sau. Tuy nhiên, thuật toán perceptron đơn giản này có một điểm yếu rất dễ nhận ra. Nó không thể giải quyết được các bài toán phi tuyến tính như là bài toán XOR. Bài toán này yêu cầu phân loại các điểm dữ liệu thuộc hai nhóm khác nhau, nhưng các điểm này không thể được phân tách bởi một phương trình đường thẳng duy nhất trong không gian hai chiều. Cụ thể, trong bài toán XOR, ta có 4 điểm thuộc hai nhóm A và B. Như các bạn đã thấy, không có phương trình đường thẳng nào có thể phân tách hoàn hảo các điểm thuộc nhóm A khỏi nhóm B. Điều này dẫn đến một kết quả đáng thất vọng. Mặc dù perceptron có thể học và điều chỉnh các trọng số cho nhiều bài toán phân loại, nhưng đối với bài toán XOR, nó không thể đạt độ chính xác mà chúng ta mong muốn. Vấn đề này đã chỉ ra một giới hạn lớn trong khả năng của perceptron và được nêu rõ trong cuốn sách Perceptron được xuất bản vào năm 1969. Cuốn sách đã phân tích kỹ lưỡng các giới hạn của perceptron, chỉ ra rằng nó không thể giải quyết các bài toán phi tuyến tính và do đó đã gây ra sự chững lại trong nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Sự thất bại này dẫn đến một giai đoạn suy giảm niềm tin vào AI trong những năm 1970, được gọi là AI Winter. Trong thời kỳ này, nhiều nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo đã bị đình trệ do thiếu các giải pháp khả thi và do nhu cầu thực tế. Người ta bắt đầu hoài nghi về khả năng của máy tính trong việc thực hiện các tác vụ trí tuệ mà con người có thể dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên, từ những thất bại này, các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm những phương pháp mới, dẫn đến sự phát triển của các mạng neuron phức tạp hơn, chẳng hạn như mạng neuron đa lớp, multilayer perceptron. Những mô hình này không chỉ có khả năng giải quyết bài toán XOR mà còn mở rộng khả năng của AI đến nhiều lĩnh vực khác nhau, dẫn đến sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sau này. Khi nhìn lại hành trình phát triển thuật toán perceptron, chúng ta không chỉ thấy được những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo mà còn hiểu được giá trị của những thất bại. Thật vậy, mỗi hạn chế đều mở ra những cánh cửa cho sự sáng tạo và đổi mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình khám phá này. Hãy tiếp tục theo dõi kênh của mình để tìm hiểu thêm về những đột phá trong trí tuệ nhân tạo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.